Người xưa có câu ghen như hoàng thư. Chuyện đó xưa rồi, ngày nay phải ghen như bà cả. Cái nhà này mà sống dài á là chị á. Ủa sao vậy? Trời, chị không thấy hả? Cha chết, mẹ chết, tới chồng chết mà chị vẫn còn sống nhăn răng. Trời đất ơi. Ủa em ơi em. Hả? Nó không phải sông dài. Chứ gì chị? Sông lầy. Cùng câu chuyện của một danh gia vọng tộc đậm chất miền Tây. Nơi mình đã yêu nhau hàng đến ngày gió luôn sông đầy đủ niềm đau sân trường lực tự nhân chung số. Sử xuân đến ngày tóc sân em vẫn yêu quả yêu mãi không phải lời. Các bạn bữa nay quá xuất sắc. Một cái phần trình diễn quá tuyệt vời. Nhảy, hài, bi, cái gì chị cũng làm được. Tóm lại là dễ thương quá, hay quá. Điểm có cao hơn tôi? Cao hay không chuyện đó của tôi. Nhóm nào giữ vững được phong độ và có sự lộ ngược dòng hoàn hảo? Nhóm nào tiếp theo sẽ phải dừng cuộc chơi tại đây? Tất cả có trong đêm thi ghen cùng với MC Hoàng Rapper. Cười thoải mái, cười thư thái, cười sảng khoái với Cười Xuyên Việt Tiếu Lâm Hội. Kính thưa quý vị, chương trình Cười Xuyên Việt Tiếu Lâm Hội ngày hôm nay được tổ chức thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long kết hợp cùng Công ty Truyền thông Khang. Và bây giờ xin mời tất cả mọi người hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để đón chào Tiếu Lâm ban bình luận. Xin mời. Đó chính là nghệ sĩ Nam Thư, nghệ sĩ Huỳnh Lập và nghệ sĩ khách mời Dương Lâm. Tiếu Lâm, ban giám khảo xin kính mời nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân, nghệ sĩ Thanh Thủy và nghệ sĩ Minh Nhí. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều và xin kính mời những giám khảo và những bình luận viên trở về vị trí ghế nóng của mình. Quý vị và khán giả thân mến, chủ đề ngày hôm nay chính là ghen. Và ghen chính là một trong những món gia vị cần thiết trong tình yêu và cuộc sống này. Nếu như chúng ta nêm nếm món gia vị này với liều lượng vừa phải, chắc chắn sẽ mang lại những hương vị rất tuyệt vời, ngọt ngào, nồng nàn và không có cay đắng một chút xíu nào cả. Ngày hôm nay, hãy đón chờ xem bốn đội chơi của chúng ta sẽ quyết tâm cố gắng như thế nào. Bởi vì sau khi kết thúc chương trình này, chúng tôi phải tạm biệt với một đội chơi với số điểm tổng thấp nhất từ đêm thứ 5 đến bây giờ. Và bây giờ hãy đến với tiết mục đầu tiên, xin mời. Kính thưa quý vị, bà con cô bác thân mến, mại vô, một đêm duy nhất. Kính thưa tất cả các loại công cụ, đạo cụ, dụng cụ, ông cụ, bà cụ, nếu như ai có những niềm u uất trong tình duyên, gia đạo và sự nghiệp, hãy đến với shop đánh ghen và chuồn chuồn giấy. Xin mời, mại vô bà con ơi. Xin hân hoan chào đón toàn thể quý khách đã đến với cửa hàng của chúng tôi. Và quý khách nào có nhu cầu muốn quánh ghen để giữ gìn hạnh phúc gia đình thì cứ việc đến shop đánh ghen. Có khách tụi bay, mời vô. Funky music. Hôm nay cúng khai trương tặng nguyên con heo quay. Đã thật theo mấy em. Cái gì vậy? Ta không phải là heo. Ta xin tự giới thiệu, ta là Cám Cám, là hoàng hậu bước ra từ câu chuyện Tấm Cám. Tấm bông á, tàn tàn á, tấm bông á, tàn tàn. Lên ăn cơm bạn và cơm vàng nhà ta. Bông bông á, tàn tàn á, tấm bông bông á, tàn tàn. Chớ ăn cơm hàm. Tại sao bản thân mình là con cám mà mình vô mình hát bài hát con bóng là sao? Trời ơi, đơn giản quá mà. Ta là con cám, em của con tắm. Mà con tắm nó có bài hát của con bóng chứ con cám đâu có bài hát của con bóng. Bởi vì ta là con cám, ta phải mượn bài hát con bóng của con tắm để giới thiệu về ta là con cám, em của con tắm. Hiểu không? Làm sao ta, nó lấn cứng cái gì vậy bay?
Trời ơi. Vậy tóm lại là ngươi á là con tắm, con cám hay là con bóng? À? Trời vô duyên à. Ta là con cám không có bóng, còn con tắm nó mới có bóng. Con cám thì nói lại con cám đi, nói qua nói lại y như con khùng vậy đó. Nè 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 nè. Ta là hoàng hậu cám, ngươi không được phép xúc phạm ta nghe chưa? Ngươi muốn chửi chứ gì? Ta chửi cho ngươi nghe. Ta hả? Ta chửi đông, chửi tây, chửi nam, chửi bắc, chửi động đất, sóng thần, chửi có điệu, có dần. Chửi mà từ con cáo biến thành con nai. Chửi mà từ mở bài chửi dài sang kết luận. Ta chửi tận châu Phi, đi qua châu Á, ta đá mày qua châu Âu, ta câu mày qua châu Úc, ta múc mày qua châu Đại Dương. Chửi đến mòn xương, chửi không còn được để... À, dạ em xin lỗi chị cám. Giờ tóm lại chị nói sao? Chị đến shop đánh ghen của em là chị muốn đánh ai? Chị nói đi. Ta muốn đánh ghen với con tắm tắm. Người không biết đó thôi. Từ khi ta thay thế con tắm vào hoàng cung làm vợ của hoàng thượng, mà hoàng thượng chẳng bao giờ đoái ngoài gì tới ta. Trời ơi, cứ bỏ bê ta, ngày nào cũng nhớ nhung đến con tắm tắm, làm cái gì cũng tắm tắm tắm. Trời ơi, đi ngủ cũng tắm, ăn cũng ăn cơm tắm. Ủa sao kỳ vậy, quen con cám phải ăn cám chứ. Đúng không? Trời đất ơi, cám là đồ ăn của heo. Bà biết suy nghĩ không bà? Bà nãy giờ bà xàm dữ lắm nha bà nội. Chưa gì, ta xàm ta mới thi cười xuyên việt nha mày. Trời ơi, trời ơi, mọi bữa hả ta đâu có diễn xàm nên điểm thấp tuổn á. Bữa nay ta quyết tâm ta diễn xàm coi có được 40 điểm hay không. Trời ơi, bây giờ nếu như nhà ngươi muốn quánh ghen con tắm thì dễ thôi. Con tắm đang ở đâu, nói mau đi. Nó đang ở âm phủ. Ở âm phủ à, các anh em cùng ta xuống âm phủ. Trời đất ơi, âm phủ là nó chết quẹo mày kêu tao quýnh nó là sao mày? Trời đất ơi, nó chết rồi mà nó còn ám ta, ta mới nói. Trời ơi, nó hết biến thành con chim vàng anh, rồi nó biến thành cây xoan đào. Trời ơi, có bữa nó về nó nhập hồn vào xác chồng ta đó. Nửa đêm đang ngủ giật mình thức giấc. À! Hai chị em ngủ với nhau. Nó có chịu được không? Bởi vì ta ghét lắm, ta căm thù nó lắm. Ta quyết tâm phải đánh ghen với con tắm tắm. Cái chuyện này nó vô cùng phức tạp. Để ta coi coi. À! Ngày xưa mẹ ngươi đã từng tra tấn con tắm bằng cách trộn một đống thóc và một đống gạo lại với nhau, có đúng không? Đúng vậy. Bây giờ mình sẽ noi gương của người xưa, nhưng mình nâng cái level của mình lên. Làm sao? Đó là mình sẽ dùng muối và gạo. Ồ. Muối và gạo bán ra. Giờ mang muối gạo ra làm gì nữa? Vô cùng đơn giản, ngươi chỉ cần trộn muối và gạo lại. Hả? Và sau đó canh đúng ngọ 12 giờ trưa, ngươi mang ra ngã ba đường, ngươi quăng xuống một cái cạch. Kêu nó về lựa hả? Không, liệm vong xong. Hả? Làm sao? Cúng cô hồn đó má. Nó chết rồi, hiểu không? Cho nên phải cúng nó mới không ám bà. Cúng đi với đâu chúng số đề đó bà nội. Ôi trời. Ờ ha, cũng có lý. Thôi được rồi, đưa cái này cho ta nhanh lên. Đã. Cái gì nữa? Tiền trao thì cháu mới múc. Bao nhiêu tiền? 20 triệu. Cái gì? Cái gì 20 triệu? Trời đất ơi, nghĩ làm sao có cái thúng thúng với muối gạo có chút xíu. Vậy mà lấy 20 triệu cắt cổ người ta hả? Bây giờ chị nói đi, chị muốn bớt nhiêu em bớt cho chị. 20 ngàn. 20 ngàn. Bán luôn mấy em ơi. Trời ơi. Trời đất ơi là trời, hên đó nha. Ta là nữ hoàng trả giá đó nha chưa. Không là dính đạn với mấy người rồi. Đi vô đây mấy em. Cũng hên đó nghe chưa. Bịch muối gạo có 5 ngàn, bán 20 vẫn lời 15 ngàn. Có khách tới, mở cửa. Ánh mắt ấy quá thâm thiết ân tình. Người ơi bao tin em luôn thầm nhớ. Mái tóc này, trang phục này, đôi giày này, quen quá, quen quá. Ai đây? Dạ, em xin tự giới thiệu với anh, tên là Di. Ôi, Di. Ôi, không biết hôm nay Di ghé đến shop đánh ghen này là có điều chi. Gì vậy? Rồi, biết rồi. Vô shop tôi mà khóc là biết có nỗi niềm riêng rồi. Đau lắm phải không? Em đau lắm. Biết rồi, thôi bình tĩnh nghe nói nè. Từ từ rồi mọi chuyện cũng sẽ vượt qua thôi. Không vượt qua được. Chuyện này là phải làm liền anh. Trời ơi, bây giờ sao bồ bỏ phải không? Không. Chứ sao? Đau bụng. Trời đất ơi, đau bụng quá. Thì vô đây kiếm cái toilet. Bây giờ cái toilet ở đâu? Anh chỉ cho em mau lên. Toilet ở đâu?
Thôi à. Bà đẹp mà bà được cái vô duyên quá. Toilet trong kia kìa bà nội. Trời đất ơi là trời thật à. Bởi vậy người ta nói con cám nó mở hàng là cả ngày tôi ăn cám vậy à. Thảm sầu quá vậy trời. Đón khách, đón khách. Trời ơi, cái gì vậy? Chị ơi, bình tĩnh nghe tôi hỏi nè chị ơi. Sao vậy chị? Ta đau. Bỏ đi nha bà đi. Bên kia 5.000 lượt nha, nhà tôi phải về vệ sinh công cộng nha. Bỏ đi nha, toilet kẹt rồi nha. Nha. Nè, kẹt rồi toilet là sao? Ta đâu có bị làm sao đâu trời. Nhà ngươi ăn nói lửa lời, nói chi không hiểu quá trời là tào lao. Trời đất ơi trời. Tính lại bà là ai? Là ai à? Hãy nghe đây. Vốn dòng họ Quảng danh gia, có quan lại bộ tên là Quảng Thư. Hả? Trời ơi, Quảng Thư, người nổi tiếng. Chỉ là Nam Thư. Ủa đâu không? Chỉ là Quảng Thư. Đó, ai tên Thư cũng dữ, dễ sợ luôn vậy. Bực bội, sao mà có thể lộn tay với Nam Thư được chứ? Ngươi nghĩ làm sao vậy? Nam Thư là kiều nữ làng hài, Quảng Thư là ái nữ trang đài nhà quan. Hai ta vốn chẳng liên quan, nhà ngươi nói bậy. Ta phan đôi đầu à, ta trời ơi, bình tĩnh đi. Bây giờ chị đến cái shop của em là chị muốn quánh ghen ai, chị nói một tiếng em quánh liền. Thôi được rồi, ta đây sẽ nói tỏ tường. Ả ta đích thị là Dương Thúy Kiều. Là Dương Thúy Kiều à? Phải. Lạng Thanh Thủy, nét Kim Xuân. Bà đợi, bà đợi, bà đợi. Bà chế thơ người ta mà nội. Người ta là làng Thu Thủy nét Xuân Sơn. Ai đừng nói, tôi định nói là làng Thách Thủy nét Kim Xuân. Quà ghen Minh Nhi mà liễu hờn Dương Lâm. Một hai nghiêng nước liên thành, sắc bằng Quỳnh Lập mà tài bằng Nam Thư. Ta đến đây là muốn đánh ghen cả Dương Thúy Kiều để thúc sinh trở về với ta. Như vậy thì không khó khăn một chút nào hết. Vậy à? Các em hãy mang dụng cụ đánh ghen tối tân nhất ra đây cho chị Quảng Thư coi. Đây xin giới thiệu bàn chải đánh ghen và kem đánh ghen. Đánh như thế nào? Người ta có câu rằng muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông. Cho nên chị phải tìm chồng chị, bởi vì chồng chị là đầu dây mối nhợ. Nhưng mà chị phải đánh nhẹ nhàng thôi. Chị vừa về tới nhà, chị kêu chồng chị nằm xuống, chị cha cha cha, chị chui chui chui, chị cha cha cha, rụng răng Thúy Kiều bỏ nó. Chị hiểu không? Thúy Kiều đẹp quá mà, làm sao mà chồng chị bỏ Thúy Kiều được? Đúng. Chỉ có cách là Thúy Kiều phải bỏ chồng chị mà thôi. Hợp lý. Vậy thì phải đánh bao lâu thì răng của chồng ta mới rụng? Chỉ trong một thời gian ngắn thôi, bởi vì trong cái bánh răng này có rất là nhiều hóa chất. Thôi được, ta sẽ mua nguyên cái combo này. Giá là bao nhiêu? 20 triệu. Cái gì? 20 triệu? Dạ chị nói 20 ngàn cũng được. Đâu có, tính nói rẻ quá. Tính đưa 25 triệu mà giờ còn có 20 ngàn thôi hả? Đây nè, 20 ngàn nè. Trời vậy đất nha, ta cầm cái combo này đi vô nha, cảm ơn nhiều lắm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Em vẫn yêu người, tình yêu em trao anh luôn đắm say. Stop. Rồi đây chị, đây đây bà. Dạ, nãy giờ chắc em làm phiền anh nhiều lắm. Quá phiền. Dạ, cho nên bây giờ em xin phép được đi vô thẳng vấn đề chính. Vô vấn đề chính rồi mấy em ơi, vô. Sao? Anh ơi, toilet không có giấy vệ sinh. Bây giờ anh cho em cũng giấy vệ sinh đi chứ giờ đi không có không được anh ơi. Anh qua bên đường. Nhà gì mà cấu hình kỳ cục vậy trời. Đón khách. Tự giới thiệu, ta là một nhân vật bước ra từ trong câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh. Ôi, áo xanh, như vậy chắc chắn chính là Thủy Tinh. Chứ sao? Pha lê.
Má ơi, Pha Lê. Pha Lê là ai? Pha Lê là trợ lý riêng của Thủy Tinh. Thôi kệ, trợ lý của người nổi tiếng cũng là người nổi tiếng. Anh ơi, em hâm mộ anh Thủy Tinh lắm. Cho em bắt tay anh Pha Lê một cái nha anh. Pha Lê mong manh dễ dởm. Trời đất ơi, cái gì lố bịch dữ vậy ông nội? Chỉ cần có một làn gió nhẹ thổi qua người Pha Lê, Pha Lê cũng hay là một chiếc lá vàng rơi xào xạc khẽ chạm vào người Pha Lê cũng Và thử tưởng tượng đi, bây giờ có một cái vật gì đó đập vô trong người Pha Lê. Ôi cha! Sao mày không Ê, cái này đâu thiệt chứ bà. Chị bà có đóng vai đàn ông nhưng mà tao đập mày chết nó chả làm. Xin lỗi nha, nãy giờ chưa có tin được đàn ông luôn á. Quánh mày à? Vô duyên à. Rồi bây giờ sao? Pha Lê vô shop đánh ghen là muốn đánh ghen ai? À thôi khỏi nói, tao biết rồi. Nếu là thuộc hạ Thủy Tinh thì chắc chắn là đánh ghen Sơn Tinh, có đúng không? Bậy bạ. Ai nói với nhà người ta đánh Sơn Sơn Tinh hả? Chứ người đánh ghen ai? Tao đánh ghen Mỹ Nương. Mỹ Nương là sao? Để kể cho nghe. Ta với Thủy Tinh á là vốn là thanh mai trúc mã ở dưới thủy cung á. Sư nhỏ, tự nhiên đùng một ngày Đức Long Vương bắt Thủy Tinh đi lấy vợ. Lòng ta đau như cắt vậy đó. Nhưng mà bấm bụng mình phận tồi tớ, mà mình phải đi theo chủ nhân mình. Cái bữa rước dâu tôi cũng đi theo đó. Đó, khi tới mới tới nhà của Mỹ Nương thôi, gặp phải anh Sơn Tinh. Chú cha mà ơi, anh đẹp trai quá. Tôi biết sao không, lúc đó đầu óc của ta mụ mị luôn. Ta không còn suy nghĩ được một cái từ nào nữa. À, chỉ còn đúng hai từ trong đầu ta thôi. Hai từ thôi. Cực đã. Nên nhiều lúc á, muốn nói lời yêu anh mà sợ anh xa lánh. Biết đâu được, chỉ thấy nắng trong tim mình. Say you do, you do. Ai dè đâu, chả mê Mỹ Nương. Trời của tận không? Thôi được rồi, nếu như nhà ngươi nói như vậy thì ta sẽ cho nhà ngươi một dụng cụ đánh ghen rất phù hợp với nhà ngươi. Gì vậy? Đó chính là gậy đánh bóng ghen. Ta sẽ chỉ cho nhà ngươi cách đánh. Bây giờ nhà ngươi cứ tưởng tượng con Nương là một trái bóng. Nhà ngươi có thể cầm thẳng cái cây này, nhà ngươi chỏ vô đâu nó. Chết rồi, ta đã gây ra tai nạn. To gan quá. Vậy cảm ơn nhiều nha. Ê khoan. Tiền trao cháo múc. Tiền, à quên. Nhiều nói trả nè. 20 triệu. Cái gì? 20 triệu? Quá rẻ. Thôi rẻ lắm nha. Chịu giá rồi phải không? Chịu luôn á. Đưa tiền đây, liền, đây, đưa tiền liền. Mặt liền đây. Còn 20 ngàn. Con không mấy cầm đỡ thì có gì thì gửi tiền thêm sao được không? Làm như tôi shop đồng giá hay gì trời. Ờ vậy nha, cảm ơn nhiều nha, thông cảm nha. Bữa nay đi gấp quá, đem 20 ngàn trong túi thôi. Vậy nha, bye bye nhiều. Sáng giờ bán được có 60 ngàn. Nhưng không sao. Bởi vì ba vị khách mà ta đã ngấm ngầm theo dõi trong suốt thời gian qua cuối cùng cũng đã xuất hiện và lọt vào trong trong của ta. Mang ra đây. Tại sao lại bắt ta? Sao lại bắt ta? Sao bị trói? Các ngươi còn nói nữa à? Chính các ngươi là những con người mang trong mình lòng dạ ghen tuông, dẫn đến những suy nghĩ xấu xa, muốn làm tổn thương người khác. Cho nên ta mới dựng nên cái shop đánh ghen này là để bắt các ngươi chịu tội. Không đúng, không đúng. Chúng ta đánh ghen chỉ vì bảo vệ hạnh phúc của chính bản thân mình. Đúng rồi, đúng rồi. Nè, đánh ghen vì giữ gìn hạnh phúc thì cũng có cái lý của nó. Nhưng mà tại sao các ngươi không lựa chọn những biện pháp thiệt là văn minh, nói nhỏ nhẹ, đàm phán? Còn không thì phải nói lý nói lẽ như thế nào để cho người ta nể. Còn các ngươi mang trong mình những giả tâm, dẫn đến những suy nghĩ xấu xa, rồi sau đó muốn đi tổn thương người khác về mặt thể xác và tinh thần. Như vậy là mầm móng của tội ác. Không, cho nên tôi vô tội mà. Chúng tôi vô tội. Nè, tuy rằng việc đánh ghen ngày nay chưa có một mức án chính xác cho nó, nhưng nó cũng chính là tội ác. Cho nên
hôm nay trước lúc ta trả các ngươi về câu chuyện của mình thì ta bắt các ngươi phải sám hối. Trời tạm đó cho ta. Và quý vị có thể thấy được những điều thú vị bất ngờ nho nhỏ dành tặng cho chúng ta. Thứ nhất, đó chính là sự xuất hiện của khách mời Băng Di. Rất cảm ơn Băng Di ngày hôm nay đã hỗ trợ cùng với chương trình giấy. Bên cạnh đó, ngày hôm nay chúng ta đã thực sự thấy được hình ảnh nam tính của Thái Duy, đúng không ạ? À? Một tràng pháo tay nữa dành cho chương trình giấy và Băng Di ạ. À. Xin mời ý kiến đến từ Tiểu Lâm, ban giám khảo. Xin mời thầy cô ạ. À. Chữ ghen thì nó muôn hình dạng trạng lắm. Cái ghen đôi khi làm cho con người nó mất lý trí. Nhưng mà ở đây đó, nhóm của các bạn làm cho nó nhẹ nhàng hơn. Cô cảm thấy cái sự liền lạc nó chưa đã. Kết hợp thêm về sức khỏe nữa. Nhưng mà đây là vẫn là một cái tiểu phẩm rất là dễ thương. Một nhân vật mới, Băng Di, rất là cảm ơn bạn. Hôm nay là bạn đã đóng góp cho cái tiểu phẩm này cũng có những cái nét rất là duyên dáng. Tôi biết đây là cái chủ đề rất khó về vấn đề ngôn ngữ hài, cho nên bật ra được tiếng cười. Nhưng vấn đề cái sự kiện ở đây hay những cái tình tiết ở đây thì là mình cảm thấy rằng là nó còn thiếu. Ráng cố gắng giữ gìn sức khỏe để chúng ta có một cái đường đi dài hơn nữa nha. Vì cái vai nào cũng chính hết. Vai bà cô Cám cũng chính, vai cô Quảng Thư cũng chính, rồi vai cái anh này cũng chính. Cho nên nó bị dàn trải. Mai mốt mình tập trung vô một câu chuyện thôi. Tập trung vô mấy vai đó thôi là nó sẽ xuất sắc. Chúc các bạn nhiều sức khỏe. Ráng giữ sức khỏe lại nha. Và tôi rất yêu quý các bạn, từng thành viên ở trong nhóm Chuồn Chuồn Giấy. Đây là một cái mẫu chuyện tự sáng tạo của tất cả các bạn. Nhưng cuối cùng tất cả cũng lái lại và trả lại nguyên gốc của tất cả các nhân vật. Bữa nay là Lập biết Duy đã lột xác. Và Duy đang tập cho mình đóng vai một người đàn ông. Tiết chế lại nếu như sau này mình có vào một vai đàn ông. Và Chuồn Chuồn Giấy vẫn không bao giờ làm mất đi cái thương hiệu của mình. Đó chính là cổ trang, một cái thể loại kịch rất là đẹp và vô cùng nhân văn, cũng như từ trước tới giờ mà tất cả các bạn đã gửi đến cho mọi người. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn Lâm rất nhiều. Ngày hôm nay thì Lâm rất là bất ngờ trước cái sự quá thân của Duy. Miếng thì rất nhiều, tình huống cũng rất là nhiều, nhưng mà nó chưa có đắt lắm. Mong là sau này Chuồn Chuồn Giấy có những tiểu phẩm hay hơn. Lúc nào là Lâm cũng yêu thương Chuồn Chuồn Giấy. Các bạn lên sân khấu lúc nào các bạn cũng hết mình, các bạn cũng cháy hết mình, các bạn cũng đem ra cho chúng tôi một tiết mục mãn nhãn về quần áo, về âm nhạc, về tất cả mọi thứ và rất là chỉnh chu và đoàn kết nữa. Một lần nữa chúc mừng Chuồn Chuồn Giấy cho tiết mục ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bình luận viên rất là nhiều. Và hy vọng tất cả mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ cũng như là tiếp thêm năng lượng dành cho Chuồn Chuồn Giấy để họ có thể tiếp tục duy trì chặng đường cùng với Cư Xuyên Việt, Tiêu Lâm Hội. Kính thưa quý vị, tiếp theo đây sẽ là phần trình diễn của nhóm nhạc kịch Buffalo. Lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu của Cười Xuyên Việt, cựu thành viên của Buffalo. Hãy đón chờ xem đó là diễn viên nào nhé. Và tất cả mọi người sẽ được dẫn dắt về một thời xưa, thời phong kiến. Cái thời mà trai năm thê bảy thiếp mà gái thì chín chuyên một chồng. Như vậy, người phụ nữ thời đó họ có được quyền gan hay không? Hãy đến với tiết mục Mình ơi của nhóm nhạc kịch Buffalo. Rồi, rồi nè. Cái đó, để đó. Nhanh lên, mấy đứa này thiệt á. Nhanh chân, nhanh tay lên. Con nè, đi vô trong lao, cái bình quá. Nè, để lên trên kia. Còn cái này dẹp vô trong cốc đó. Dạ, còn cái này mình để đâu mà? Để đâu tao nè. Dạ. Trời ơi. Lẹ lên. Chúng bạn thường hay bảo em rằng phước đầy nhà, có chồng giàu sang nổi danh là đấng hào hoa. Đời vui thế nào ngờ, chàng đi quá đột ngột, hỏi bạn rằng có người nào mà không đau đớn. Thế mà lòng em đến nay chưa hết bàng hoàng, bởi vì chồng em mất khi em mới về đây. Đời đâu biết mà ngờ, đào hoa số nặng nề, bởi vì hào hoa cũng là đào hoa vậy thôi. Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Ông đi đã nhiều năm nhưng sao vẫn luôn nhớ đôi mắt si tình yêu cô si mê. Dạ thưa lại ông, năm nay giỗ của ông
mà không hiểu sao ông giận cái gì á mà làm ăn thất bát, làm ăn không có được, nên năm nay tôi làm cái đám giỗ nhỏ cho ông, hứa với ông năm sau mà ông phù hộ làm ăn được hả, tôi hứa tôi làm một cái đám giỗ lớn, đại buffet, đại ở hồ bơi, mời DJ chuyên nghiệp về, mời mấy anh chị diễn viên về PR, mời các anh chị truyền thông về PR cho các ông, cho có một cái đám giỗ tiền tỷ nha ông ơi. Mũi hả, nghĩ sao mà quấn hết giải người bà nè, vậy? Nè 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 nè, đứa nào bài tùm lum xa thi mạng. Dạ. Dọn dẹp đi con. Dạ dạ. Em ơi em, mấy đứa nhỏ nó tưởng em chết, nó tẩm liệm em thôi mà em làm gì thấy ghê vậy. Ôi chị cả, sao trong cái tư tưởng của chị lúc nào cũng muốn em chết hết trơn trời vậy? Cưng, cưng nghĩ sao vậy, cưng còn trẻ quá trời, sao cưng chết được, sống dài lắm. Cả, đây. Em nói nghe nè, cái nhà này mà sống dài á, là chị á. Ủa sao vậy? Trời, chị không thấy hả? Cha chết, mẹ chết, tới chồng chết mà chị vẫn còn sống nhăn răng. Trời đất ơi. Ủa em ơi em. Hả? Nó không phải sông dài. Chứ gì chị? Sông lầy. Trời cả ơi, vậy mà cả cũng nói được nữa hả? Trời ơi, không nói sao làm cả được em. Ừ thì đúng rồi, mà cả em nói cả nghe nè. Người ăn cái ở trong nhà mình á, cả dạy á, phải dạy từ trong trứng á, chứ không thôi nó leo lên đầu lên cổ mình ngồi. Mà người ăn cái ở không có dạy được á, thì cả dạy được ai? Em ơi, hả? Thiệt luôn á, nói về mức độ hư hỏng là nhà này không ai qua em hết. Em là quán quân rồi. Em á quân nè chị. Em ơi, mấy cái đó cái gì tốt đẹp mà em dành. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Em nhớ không, vỗ đầu á, vỗ đầu của ổng á, em cầm nguyên tô súp, em mập vô mặt ông thống đốc mà hên cho em. Lúc đó em là thân phận của bà hai nha. Chứ em mà cái thời mà còn trâu chó mà ở đợ hồi xưa đó ha, ở tù rụt xương em à. Chị cả. Chị kể chuyện hồi xưa. Em biết mà, em biết chị. Thôi, kể chuyện hồi xưa. Thôi chị cả này, chị cứ nói chị hai vậy hoài à. Còn chị hai nữa, chị kiệm lời lại. Sao giỡn? Ừ, biết giỡn. Là giỡn rồi nhưng mà không được như vậy. Sao vậy? Chị hai phải biết cái là ở trong nhà này chị cả là già nhất. Không không, ý em nói là chị là nhiều vết chân chim nhất. Không, ý em nói là dấu chân chim đạp nát mặt chị luôn. Không phải, em ý em nói, em nó giảm nó tránh mà cái lưỡi trợ qua em, nó trợ qua đây nó nói vậy. Không sao, ý em nói chị biết em tốt tính mà. Dạ, ý em nói là chị có thâm niên trong nhà này nhiều nhất. Đúng rồi. Trời đất ơi, cái nhà này còn tới bây giờ á là một tay chị cả hết, đúng không nè? Nè mấy em nghĩ coi, ba chị em mình từ ngày ông mất, một tay mình chống đỡ chống đỡ chống đỡ, nhìn cái xương giải nhà mình đi. Sao chị? Quan tàn đổ nát, ăn không làm em ơi. Cả ơi, em thấy ngộ quá ha. Hồi kỳ mới về nhà này á, em thấy tính chị khác lắm kìa. Sao bây giờ không biết là cái gì làm cho chị đổi thay? Không có em ơi, nhớ lại cái thời trẻ trâu của chị á. Chị bị bốc đồng, chị thiếu suy nghĩ em. Trời, em còn nhớ không, 10 năm về trước mình còn quan hỷ quá mà. Không gì, cuộc sống thay đổi rồi mà. Nó vui cho dù biết trước em đây vẫn cảm thấy sao thật đắng lòng. Người con gái rằng anh yêu một ai chỉ có một mà thôi, đó mà đến chính em lại được chính những lời nói đó làm ngất ngây, nhưng sao lại đi nói nữa với những người kia. Anh muốn anh yêu em rồi anh chết. Anh yêu em rồi anh chết.
đó em à. Thật không muốn đâu em ơi vì con kia ai... đừng quay em đi hả. Em đang phiêu để biết cho chị cản em à. Trời ơi em ơi, em nghĩ sao vậy? Trong cuộc đời này ai cũng có sai hết, nhưng mà cứ sai đi vì cuộc đời cho phép, cứ yêu đi dù rằng mình ngu si. Ai hồi ra dừng ai dừng ai cho qua đi. Chị cả, ngày hôm nay em mới biết chị xàm vậy luôn chị cả. Không xàm đâu là chị cả em. Mà chị ơi, em nói chị nghe nè, cái chuyện nó qua lâu lắm rồi, mình đừng có nhắc lại. Ờ à, đúng rồi đó chị. Mở cả ơi, vậy? Thầy tới rồi. À, thầy tới rồi. Ủa? Trời ơi, xúc sổ đổ thao, xúc sổ đổ thao. Con ơi. Dạ. Cậu còn đẹp không con? Dạ, cậu y chang. Ủa, sao tao ca múa hát sùm mà cái nhà nó rắn teo như nhà quan chức chủ vậy bây? Dạ, không thấy ai hết hả? Không có ai hết trơn, vậy rắn quá. Dạ, đứng che xe người ta hết làm gì thấy ai. Dạ, con lại thầy. Dạ, lại thầy. Ôi, đừng có lại quá, tao tổn thọ bây. Dạ, 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 dạ. Ừ, làm việc hay đứa. Hay. Dạ. Trước khi mà tới buổi làm việc hôm nay thì để cho hai ta tự giới thiệu tên trước. Dạ, em là Hoàng Thùy. Em là Hoàng Rapper. Dạ, còn bên kia là Hoàng Mập. Dạ sao? Dạ bây giờ trước khi mà làm á, là bây giờ chị cho em xin cái tuổi của chị đi. Dạ, dạ cái tuổi thì em mới là cúng kiến được. À, chị tuổi Hợi. Dạ, tuổi Hợi. Em tuổi Mèo. Dạ, em tuổi Tin. Rồi, nè, bà tuổi gì? Tuổi Tin. Tuổi Tin là tuổi gì? Là tuổi Mùi. Tuổi dê, tuổi dê. Trời dê. Bà tuổi Tin. Hợi, Mèo, Mùi, Tam Hạp. Dạ. Gia đình chắc thuận hòa lắm đa. Dạ, dạ. Thuận ghê lắm. Dạ. Nhìn rồi. Thấy thuận rồi. Bây giờ á, để gặp mặt ông nhà thì cho ta xin bát tự của ông nhà đi nè. Dạ. Ngày, giờ, tháng, đời, năm, thương nhớ. Cứ còn đâm bạc. Bây giờ phải thôi. Bát tự người ta phải ghi trên giấy tờ, ta đưa cho thầy đàng hoàng chứ. Giờ sao? À, không không cái không đó, có chuẩn bị phải không? Đâu có cần đâu, cái đó khỏi không được nữa. Thôi nè, bây giờ mình muốn gặp ông nhà liền chưa? Dạ dạ, gặp liền, dạ, dạ, gặp liền thầy. Gặp, dạ, dạ, gặp liền luôn hả? Dạ, đúng, gặp liền, gặp liền. Sợ trì phải không? Dạ. Trời ơi, gặp liền luôn đi. Dạ, 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 dạ. Bắt đầu. Dạ. Quên nữa, cho hỏi ông nhà người miền nào? Dạ Tây, Tây. Tây dạ, phải không? Dạ. Bắt đầu lại. Dạ đây. Hello. Lo. It's me. I was wondering if I have so on the years to lie to make to go over thầy ơi. Everything. Thầy ơi, thầy ơi. Cái gì vậy mày? Dạ, chồng con người miền Tây thầy ơi. Miền Tây thì Tây, tôi tưởng chồng nước ngoài, tôi mày nói rõ ràng. Thầy mày phải nói Tây Nam Bộ chứ. Trời ơi. Làm tao gọi điện thoại quốc tế tốn tiền cũng chết luôn à. Trời ơi, cái thầy không biết thì thầy phải hỏi với thầy. Tao sao không biết được. Mày nói chuyện nó không có rõ ràng, nói với thầy bà phải nói trình tự, nói rành mạch, nói rõ ràng chứ con. Có, không nói rõ, tại thầy không chịu hiểu rõ. Cái gì thầy không chịu hiểu rõ, bây giờ mày nhây với tao phải không? Rồi, nè nè, tao nói cho mày biết hả? Trong cái nhà này bây giờ hiện tại là tao lớn nhất nha. Không, không, con mới lớn nhất. Cái gì? Con tao ở đây, tao ở đây, ổng nhập vô tao, tao lớn nhất. Thầy nói gì thì nói đi. Ờ, vậy, vậy đi. Rồi bây giờ rõ đi, miền Tây phải không? Dạ. Tây Nam Bộ phải không? Dạ. Bắt đầu lại, tổn hao khí huyết dễ sợ. Vô.
Đúng, đúng tay rồi, đúng tay rồi chị. Đúng miền tay mình rồi. Trở lại Huế thương. Bài thơ cắt trong chiếc nón. Ngày xưa em bạn chè đậu vàng trên sông Hương. Trời đất ơi. Mà sông Hương nước chảy thuyền trôi lừng lỡ. Em trao nón đợi còn anh hẹn hò cơ cầu trường tiên sầu vai 12 nhép. Trời ơi thầy ơi, thầy chồng con người miền Tây thầy ra Quế luôn rồi sao rước được giống chồng con về? Giờ tao phải kêu từ trong Nam ra tới Chí Bắc là phải xuyên việt mới gặp được ổng, phải dễ tìm đâu con, tao phải không? Dạ, ở đây vậy thì thầy phải nói trước mới biết. Ổng đi chơi chứ bộ. Thầy không nói. Sọt sọt nữa à. Dạ. Mệt ghê á. Giờ tiếp nè. Dạ. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa. Cái rét đầu đông khăn nghe mây hiu hiu gió lộng. Ba quan mỗi chiếc là chiếc thuyền nán, có về là về với hội, có gái ngoan tầm trọng. Ôi mình dẫu tình tàng anh cả anh hai đấy ơi, cô cả cô hai đấy ơi, người vào vừa phải thôi chứ, giỏi quá lên làm đi. Ôi quà mình quá, tao cũng tự trọng, tao cũng tổn thương chứ buồn. Sao vậy, sao vậy? Sao vậy, sao vậy, sao vậy? Giống thiếu gì nhỉ? Thiếu gì? Đúng rồi. Ở lại làm gì? Giọng thiếu còn nghe lè canh trong khỏi kề. Còn tìm biệt hỏi tỏ ti te tỏ te. Te tỏ te là te. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Chúa bà nội mày! Bà tán cái dòng bài luôn. Đi mạnh giỏi nha con. Dạ thầy ơi. Ê, thầy dòng siêu. Thầy dòng siêu. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Dòng ập ba nhập. Hả? Dạ. Hey. Trời ơi. Ai biết à. Trời đất ơi. Cái vậy? Giờ kiếm bạn thấy ông đâu hết trơn, ông chết lâu quá rồi. Rồi bây giờ làm sao hả giờ thầy? Sao đây? Để thầy tính coi. Giờ phải tính mới được. Phải dùng hết công lực của thầy. Dùng tuyệt chiêu cuối. Mama, I'm
Ông nhập rồi. Mất cọng tóc là ông nhập rồi. Ông nhập thiệt không? Nhập rồi. Cây gậy của ông đâu mà ra đây? Bà ơi, lẹ quá vậy. Mình anh ơi, mình đã yêu nhau hàng đến ngày cho chúng ta đi đủ niềm đau thương trong lòng tự nhiên chúng ta tuổi xuân đến ngày tóc trắng em vẫn yêu hoài yêu mãi không phải lời. Mình chị ơi, dùng bông hoa gạo. Em bị hết hơi chị. À, mấy hát nữa không đi bây giờ. Dạ mô Phật. Giờ ta biết sao ông này chết sớm rồi. Mình ơi. Thôi mình có gì mình cứ nói luôn. Hôm nay tôi ơi. Về đây là tôi muốn nói với mình cái này nè mình ơi. Sao? Cái chuyện này quan trọng nè mình. Sao mình nói đi khi mà nghe. Mình thuê mướn ai làm cái vấn đề gì đó nó nặng nhọc. Dạ. Nó liên quan tới sức khỏe và tâm sức tuổi thọ của người ta. Dạ. Thì dạ. Mình phải trả công cho nó đàng hoàng xứng đáng chứ. Giống như cái người mà tôi đang mượn xác nè. Nãy giờ người ta đòi đẩy tôi ra ngoài à. Người ta nói là trả không có xứng đáng. Bây giờ mình thấy sao? Mình trả thêm đi. Thì từ cái dông nó giữ lại cho nó đá tôi đi. Dạ. Đưa vàng đúng rồi, đưa vàng dạ, đi đó. Dạ. Dông về lại rồi bà ơi. Dạ. Rồi bà hai. Dạ. Đeo vàng dòng châu báu giữ. Dạ. Chắc có ý muốn. Em muốn gì vậy? Bước thêm bước nữa đúng không? Dạ. Đi qua bên kia. Dạ không có. Bà Út. Dạ em này mình thanh xuân phơi phới. Dạ. Giờ sao? Sao mình muốn bỏ trốn theo trai đúng không? Trời ơi. Tôi biết hết. Người đâu? Mình ơi, mình hiểu lầm rồi. Ra thi mạng đâu? Dạ. Đem roi mây ra cho ông. Ông ơi. Bà cả. Dạ. Đưa roi đây. Đâu rồi? Nhận roi. Dạ. Trời ơi, tự nhiên đưa cái cây cho múa như Tài Thiên vậy là sao? Tại bà múa cho ai nhập bà đâu. Trời ơi. Bà cả. Tôi muốn bà chính tay bà phải dạy hai con vợ trắc nết này của bà thân của tôi. Bây giờ bà phải đánh thật mạnh. Mỗi người 30 roi coi như là cảnh cáo. Không mình ơi, sao đánh em của em được, mình làm vậy thích đúng. Mình phải can đảm lên. Trời ơi mình em... phải vượt lên chính mình. Hả? Không phải mình ơi, nói nặng không còn dám nói nặng, sao em dám đánh em của em. Đánh đi. Ê, cho hỏi thăm hai bay làm gì vậy? Em lấy tâm lý. Không có nghe là chị đánh giả bộ thôi, hai đứa la phối hợp thôi, chị không dám đánh thiệt đâu. Thiệt, em đánh rồi mình ơi. Đánh đi mình. Tao đánh cho mày chứ. Ai da. La phối hợp tiếp. Dạ. Tao đánh cho mày chứ. Tao đánh cho mày chứ. Tao đánh cho mày chứ. Ôm vàng bỏ trốn, tao đánh cho mày chết. Cho mày chết. Đủ rồi. Chị làm gì chị ha? Chị nói đánh giả thôi mà chị cả. Không, chị nghe lời. Ổng kêu chừng chị. Nè, dục nè, dục cây nè. Ông Lý, tôi làm gì mà ông đối xử với tôi như vậy? Ai biết tôi sai chỗ nào? Tôi sai là tôi đã theo ông về cái nhà này nè. Tôi sai khi tôi đã làm vợ ông. Ai biểu ngày xưa ông tốt với tôi quá làm chi. Tôi mang ơn ông. Tôi mới theo ông về. Ông thấy tội quá.
ông mới cho chút danh phận. Mà ai mà ngờ đâu, bao nhiêu năm chung sống với nhau, tới tận bây giờ, tới tận bây giờ mà tôi vẫn còn trinh nữ. Vậy tôi hỏi ông, tôi bỏ nhà tèo trai tôi đi tìm hạnh phúc của mình, có gì là sai? Có gì là sai chứ? Ê, tao đánh quá mày điên luôn hả hai? Hai sao mày cười vậy? Hai chị giỡn chị, ơ chị xin lỗi, ổng thúi chị. Chị cả. Chị nè, em nói chị nghe này nè. Sao? Nhà này bây giờ nó mục nát hết rồi, nó chỉ còn có cái mã không à. Nếu mà muốn thích á thì mở cái miệng ra xin một tiếng tụi tôi cho. Mắc cái gì, mắc cái gì mà bày ba cái trò lên đông lên cốc? Dẹp hết đi nghe chưa. Đáng lẽ ra tôi định diễn coi chị làm cái gì mà tại con ngu quá đó, cái con ngu nó phá, cuối cùng chị cũng lộ ra bộ mặt thiệt của mình rồi. Lúc nào cũng giả bộ chị em vậy mà trong bụng á hả, phải suy tính cái nghĩ là trừ khử tụi tôi. Tôi nói chị nghe, tôi đâu có cần cái chức bà hai này nhà làm gì hả. Tôi ở lại căn nhà này nè là tôi muốn chóng mắt coi, tôi muốn chóng mắt á, tôi coi gì hơn tôi cái gì. Người thì vừa già vừa xấu mà vừa á. Vậy mà tại sao ông Lý lúc nào cũng thì thào bên tai tôi là ông chỉ yêu có một mình chị. Tôi khinh chị hai. Ôi hai con điên, tính giả điên trốn thoát hả? Tụi bay đâu? Gông cổ hai đứa nó lại, không để sót một đứa nào nghe chưa? Bà thôi đi bà Lý. Diễn xong tuần rồi không cần phải diễn nữa. Tôi không có diễn gì bà. Tôi nói ông đem tiền rồi ra khỏi nhà tôi đi. Gông cổ tôi nó lại. Đủ rồi Út Thâm. Cái gì vậy? Út Thâm ngày xưa của tôi đâu rồi? Ông Lý, ông về thăm tôi hả? Sao bỏ đi lâu, sao bỏ đi lâu nay mới về? Út Thâm, bà để cho bà hai với bà ba đi đi. Họ còn trẻ, họ còn làm lại cuộc đời của họ. Không, không ai được làm lại cuộc đời trong chính cái gia trang này. Họ còn trẻ, họ có thanh xuân, họ có sức khỏe, họ có thể làm lại bất cứ lúc nào. Còn tôi có gì? Tuổi già, sức khỏe đâu, thanh xuân đâu, tôi có cái gì? Bà có tôi. Ê, sao vậy? Tự Huy, đi khỏi căn nhà này đi. Ông nói gì? Ông, tôi có ông. Vậy thì ông cưới thêm hai bà vợ để làm gì? Để làm gì nói tôi nghe coi. Tôi cưới bà hai với bà ba là theo lời cha lời mẹ của tôi. Chỉ có một mình bà thôi. Có một mình bà là tôi đòi cha mẹ tôi phải cưới về cho bằng được. Có một mình bà thôi. Nhưng mà sao bây giờ bà khác quá. Ngôi nhà này cũng khác quá. Có lẽ là do tôi sai. Tôi sai là bởi vì từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nói với bà là tôi yêu bà nhất ở trên đời này. Ngôi nhà này cũng không còn là ngôi nhà của tôi nữa. Bà cũng không còn là Út Thâm của tôi nữa. Chào bà cả. Tôi đi.
tôi ngày xưa thì câu hẹn ngương. Ai đã cùng tôi ngày xưa thì câu thủy chung. Chàng đành ra đi, đi mãi không về, còn lại nơi đây son sắng giữa chồng. Ngày mình đi gió giông nhiều hơn, tiếng mưa buồn thêm nước mặn môi mềm, gói chăn lạnh lùng một mình quạnh hiu. Ngày mình đi nhớ anh từng đêm, xót xa mình ơi lẽ bạn đâu rồi. Tiếng chim lạc bầy tìm bạn xa xa, nhớ anh vô cùng. Ai buồn sao cùng, ai đau trong lòng, ai đau trong lòng, ai không quên bạn, ai sầu tình chung, ai đau lẻ loi, ai gieo nhớ, ai gieo nhớ thương, ai thương anh, ai thương anh, ai quên duyên phận, ai buồn mình ơn ngồi nhớ ai, ai quên duyên phận, ai buồn mình ơn ngồi nhớ. Hoàn thành rất xuất sắc phần thi của mình cùng với sự trợ diễn của vũ đoàn ABC. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Buffalo đã có sự trở lại của một cựu thành viên, đó chính là diễn viên Khả Như. Dạ. Và không biết là cảm giác của bạn quay trở lại với ngôi nhà xưa như thế nào ạ? Thật ra Như chưa bao giờ đi hết á. Khi mà nhóm tham gia chương trình này á, Như có xin dai hoài rồi mà tới bây giờ mới cho. Không, cũng có nói là mấy bạn khi nào mà cần á thì nói Như, tại vì thật ra cái công việc hơi tách biệt với nhóm một tí, nhưng mà Như vẫn luôn ủng hộ nhóm và theo dõi tất cả những cái hoạt động của nhóm. Thì hôm nay thì Như muốn tham gia, tại nghe đồn là nhóm đang yếu nhất nữa, rồi muốn là tham gia sẵn cái dịp này, chúng ta sẽ cùng nhau lỡ có rớt thì rớt chung cho vui. Dạ, xin mời thầy Minh Nhí ạ. Rất bất ngờ, ngày hôm nay tôi cười quá trời luôn á, tôi cười dễ sợ luôn. Tôi ghi nhiều lắm nhưng mà tôi chỉ nói là các bạn bữa nay quá xuất sắc. Và các bạn xứng đáng cái số điểm tối đa của tôi là số 10. Cảm ơn giám khảo Minh Nhí rất nhiều ạ. Thì các bạn biết không nè, từng giây. Và cái tình huống của các bạn, cái ghen quá sâu sắc. Bà cả này bà ghen dễ sợ, bà ghen hay. Ngắm ngắm. Và rất thấm. Cái ao của các bạn làm cái bài nhạc màu tím, trời nó lãng mạn dễ sợ luôn. Ngày hôm nay Buffalo rất xứng đáng được điểm 10 của tôi. Các bạn đã làm một cái phần trình diễn quá tuyệt vời. Và cái ghen của các bạn nó sâu sắc ở chỗ là cái ghen các bạn nó cứ dai dẳng từ đời này qua đời khác. Các bạn khéo léo lắm. Đối với nghệ thuật không được phép dễ dãi. Và dù bước lên sân khấu chỉ một phút thôi, mình cũng phải hết sức nghiêm túc và phải hết sức yêu nó. Cảm ơn Buffalo. Cảm ơn cô Kim Xuân rất nhiều ạ. Các bạn đã làm một cái tiểu phẩm quá xuất sắc. Các bạn rất chỉnh chu về mặt xử lý, về mặt cái ý của cái chương trình ngày hôm nay là ghen. Các bạn vừa xử lý tốt về mặt hình ảnh, các bạn xử lý tốt về mặt chủ đề, các bạn diễn giỏi, các bạn diễn rất giỏi. Tóm lại là dễ thương quá, hay quá. Điểm có cao không thôi? Cao hay không thì đó của tôi. Đúng là sự trở lại của Khả Như là đúng là lợi hại. Bạn bước ra sân khấu, bạn là người cầm chịch một tay, bạn giữ hết, giật hết tiết tấu của vở, mà thực sự bạn làm điều đó rất tốt. Nếu mà bạn thư góp ý xíu là cái lúc mà đánh á, phải làm rõ khúc đó để mọi người thấy cái sự ghen trong Như nữa. Như chỉ cần xíu nữa thôi là Như làm xuất sắc. Cái tiểu phẩm này nó rất là Việt Nam. Chúng ta Việt hóa cái nhạc kịch của mình đi, mình càng gần gũi đến khán giả sẽ đón nhận được nhiều hơn và nhiệt tình hơn. Và tới bây giờ trong đầu em vẫn còn xao xuyến cái bài hát Mình Ơi. Đó, trong đầu em vẫn còn xao xuyến, em xin hát một câu cuối của bài Mình Ơi. Trời lắm em, đẹp lắm. Sao đám cưới vậy? Coi chưa, hên xui nha. Em suy nghĩ kỹ nha Lập. Rồi. Ai gieo như thường, ai thương anh rồi. Ai thương anh rồi. Tôi đây thương thiện.
Thật sự đây là lần thứ ba em coi nhóm diễn, và ngày hôm nay là em cảm thấy em sướng nhất. Em ngồi em bấu cái ghế mà nó tét, muốn tét ghế luôn vậy đó. Dạ chị Khả Như, ngày xưa là em coi chị trong trường là tốt nghiệp là em đã nói chị rất là nhiều, ngày hôm nay lên sóng em nói chị luôn. Thật sự chị là một người nghệ sĩ rất là đa năng, xinh đẹp, hát, múa, nhảy, hài, bi, cái gì chị cũng làm được. Nói chung, Như đẹp, Như quyến rũ, hãy Như Như. Cảm ơn Như làm rất nhiều. Nói chung là Buffalo và Khả Như ngày hôm nay rất tuyệt vời quý vị ạ. Xin cảm ơn ban giám khảo và ban bình luận rất nhiều. Hãy tiếp tục đồng hành với Buffalo để chặng đường sắp tới sẽ có sự xuất hiện của họ ở những vòng trong. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Xin đón chào tất cả quý vị đang đến với bản tin buổi tối của hẻm văn hóa chúng ta. Kính thưa quý vị, trải qua biết bao nhiêu trận đánh ghen rất là hấp dẫn và mang trình độ phong trào theo cấp hẻm của văn hóa chúng tôi, thì ngày nay đội đánh ghen CMV đã nâng lên một tầm cao mới với mức độ chuyên nghiệp cực kỳ hấp dẫn và không có bất cứ một đội đánh ghen nào có thể sánh bằng. Nhưng đến một ngày, bỗng dưng chính đội đánh ghen đó họ phải đánh ghen ngược lại với gia đình và chính chồng của họ. Hãy đón chờ xem họ sẽ giải quyết như thế nào với biệt đội đánh ghen và CMV. Anh ơi, bây giờ mình đã đúng thời gian và địa điểm. 4 giây nữa, 4 nốt nhạc nữa sẽ xuất hiện. Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui cả ngày tháng. Mấy người là ai? Chúng tao là sát thủ đánh ghen. Em đã làm cái gì sai? Mày giật chồng của người ta. Thôi nào. Hổm rồi. Trời đất ơi. Chị em nói chị nghe nè. Ủa mình đánh đúng thời gian và địa điểm mà đâu có lộn đâu. Thì là đúng thời gian, đúng địa điểm. Mà không phải nhóm này, mà là thằng này nè. Trời ơi chị, bữa nay tụi mình không có đánh bánh bèo mà tụi mình đánh bánh chuối hả chị? Ý, chết cha, vậy là chồng chị chơi. Anh kia đúng không chị? Đúng. Tụi bay. Trời ơi. Sexy and I know it. Sexy and I know it. Đừng có lộn xộn nữa, hết cả đi coi rồi. Bạn nhỏ ơi, nãy giờ chưa ai làm gì bạn cả. Bây giờ mới lộn nè. Sexy and I. Để tôi lộn. Bây giờ mình ở đây nè, mình xảy ra một cái vụ đánh ghen thứ hai. Nhưng mà nơi đây là chợ búa đông người quá. Làm sao mình có thể đánh ghen được anh? Chợ búa đông người thì điều đầu tiên của chúng ta là gì? Phải tụ tập đám đông lại. Hỡi chị em tiểu thư. Cái gì đây? Hỡi các mẹ bỉm sữa. Có tụi em. Cái gì vậy má? Trời đất ơi, kêu mẹ bỉm sữa bà ra đây chi bà nội? Mặt em bỉm sữa mà. Trời ơi, cái mặt bả như cái bỉm dính sữa vậy bà nội ơi. Chị em bên này có ai bị giật chồng chưa? Chưa. Chị em bên này có ai bị giật chồng chưa? Chưa. Bà làm gì có chồng để giật má? Em có vợ rồi. Làm gì quảng hốt như vậy? Có gì đâu, hôn nhân trên giấy tờ thôi mà. Ôi ơi, đám cưới hỗn hào nha, hai chị em lấy nhau về và nấu đầm phải không? Thì đó, tối nào vợ chồng em không dành đầm với nhau. Nhưng mà vợ chồng em rất hạnh phúc nha. Và đã có 3 người con. Lại quảng hốt, lại bàng hoàng. Đợi con em đi học nha, nó tự hào lắm. Nó khoe cho toàn trường biết là nhà có 2 bà mẹ. Ôi ôi, đây nè, tất cả mọi người tập trung nghe tôi nói. Nếu như trong tất cả các chị ở đây, chị nào bị giật chồng thì chị đó sẽ phản ứng như thế nào? Không biết. Ồ,
Coach, biệt đội đánh ghen của chúng tôi tới tại nơi đây là để show up cho quý vị thấy đây chính là người phụ nữ đã giật chồng của thân chủ chúng tôi. Go! Chốn này còn tôi là ai cuộc đời cô đây? Dạ em từ quê mới lên anh ơi. Hả? Anh bị ngã nên em hành hiệp chữ nghĩa đó mà. Trời ơi, hành hiệp chữ nghĩa hả? Dạ. Gái gì mạnh thế bà cố vậy bà nội? Trời ơi, nhỏ này chú quê lên hả? Thiệt dạ, chú quê. Lên đây làm gì đây? Trời em lên em xin việc. Xin việc gì? Xin việc phụ hồ. Trời ơi, xin việc phụ hồ mặc đồ vest bà nội. Trời ơi, đồ vest này hả? Em bán 20 con gà mới có đồ vest này đó anh. Dạ. Còn giày này giày của chồng em nè. Em nói anh nghe. Dạ. Em á, nhà em á có 5 đứa con. Chồng em nó không làm được gì hết trơn á. Em toàn là đi làm nuôi nó không hả anh? Khổ lắm. Là lên đây xin việc làm đúng không? Dạ. Anh nói cho nghe, nếu như xin việc làm thì vô làm với hội tụi anh đi. Ủa? Có việc làm luôn hả anh? Đúng vậy, đi đánh ghen. Thôi trời ơi, đánh ghen việc làm thất đức vậy ai mà làm. Em rất là có số đánh ghen nha, bước ra em nói em nghe nè ha. Nhìn cái mắt nó đi, mắt chữ D, miệng chữ G, lật hai bàn tay lên đi. Đó, hai chữ M, D, G, M, M, đánh ghen mỏi mệt. Nếu như mà em đồng ý làm với anh sẽ tôm em lên làm minh chủ và một tháng em sẽ có 150 triệu đồng. Ok. Trời ơi, 150 triệu. Đúng. Trời ơi, nhiều tiền quá anh ơi. Anh sẽ cho em quyết định trong 3 giây. Khỏi cần 3 giây, em quyết định làm luôn. Quyết định làm luôn đúng không? Dạ. Lễ tôn minh chủ bắt đầu. Đây là cuốn đánh ghen quốc sách. Xin trao lại tân minh chủ. Bây giờ em đã là minh chủ, em xin thề em sẽ đưa nhóm mình trở thành số 1. Hợp đồng nào cũng ký. Nặng 50, chọn đi. 500, tàn phế. Ok. Nhưng nếu bà không làm tới nơi tới chốn thì sao? Tăng lên 10%. Tôi là người trả cho ông. Tốt. Đối tượng là ai? Theo tôi. Alo, anh nghe đây. Anh có công việc mà. Rồi, ngày mai anh sẽ lại gọi cho em nha. Bye bye. Rồi rồi, anh biết rồi. Ủa, vợ anh lại gọi cho anh nữa hả? Em quên cái người phụ nữ đó đi. Bây giờ anh chỉ có mình em thôi. Đánh thằng này. Đó. Mấy anh làm gì vậy? Cô xử với con tốt quá mà. Sao cô làm như vậy với tôi? Thằng khốn. Khốn. Các đường chân của nó. Làm liền đi. Em lại không làm. Nếu như em không làm ví dụ này, để anh cái gì? Cô làm cái gì vậy hả? Cấm đụng tới đó.
đừng nhớ cô đã nhận tiền rồi nghe. Nếu như em không làm, em sẽ đền gấp 10%, em biết không? Quỳnh ơi, làm gì mình có tiền đền nhiều như vậy hả Quỳnh? Đứa nào giết được nó, tao thuận theo. Đi đi, đi đi, cái gì? Cái gì hết cho tao? Tại sao vậy hả? Đó là chồng tao. Cuối cùng thì em đã biết cảm giác của một người đàn bà bị chồng mình phản bội. Em muốn ở một mình. Một người vợ biết quan tâm cho con và chăm sóc cho chồng, và tôi khẳng định rằng điều đó bà không bao giờ làm được. Còn bây giờ bà tự lo đi. Ngoại tình dẫn đến ghen tuông là căn bệnh không bao giờ loại bỏ được và luôn tồn tại xung quanh chúng ta. Để chữa căn bệnh ấy, một trong những cách đơn giản để cảm thấy hạnh phúc là phải biết trân trọng những gì mình đang có. Giờ xin phép ý kiến đầu tiên sẽ đến từ Tiểu Lâm ban bình luận. Hôm nay trên sân khấu CMV lại kết hợp chưa chặt chẽ. Sau này mình có làm kịch bản thì mình hay bám chặt vào đường dây, bám chặt vào nhân vật và khai thác cái hài ở nhân vật, đừng khai thác ở ngoài nhiều quá. Em biết tất cả các anh chị đủ sức và dư sức thừa sức để dựng một cái tác phẩm hoàn hảo, nhưng do một lý do nào đó thì các anh chị là người hiểu nhất. Khi ngày hôm nay tiểu phẩm của mình chưa hoàn toàn xuất sắc trong lòng của em, nhưng cũng chúc mừng tất cả các anh chị đã hoàn thành phần thi của mình để gửi đến cho tất cả quý vị khán giả. Trong cái kịch thì cái nhạc rất là quan trọng, nhưng mà cái này Lâm cảm giác là bị lạm dụng quá. Nhạc phải mình phải để đúng chỗ hơn. Cái chữ ghen ở đây sao cảm giác của cô Xuân là nó chưa xác đáng lắm. Cô nghĩ là với cái mức của các bạn sẽ làm tốt hơn. Đây là giai đoạn 2 và chúng ta sẽ bước vào giai đoạn 3. Cô mong là CMV sẽ dốc hết toàn lực. Tôi vẫn yêu các bạn và tôi vẫn thấy các bạn có sự tập tành, có sự chu đáo. Nhưng
Bởi vì sao? Mình chưa có chắc cho nên nó bị lỏng. Chứ đây không phải là các bạn không có tập trung. Kính thưa quý vị, và như vậy chúng ta đã lắng nghe được những lời chia sẻ của ban giám khảo và ban bình luận dành tặng cho CMV. Hy vọng các bạn sẽ khắc phục được những khuyết điểm này, cố gắng tự tin lên và đón chờ số điểm của mình. Xin cảm ơn. Trong thời đại mới ngày nay thì mọi người đã sáng tạo thêm một cái chữ nữa để có thể lột tả được cái phần ghen, đó là chữ gato. À, gato là viết tắt của chữ ganh ăn tức ở. Tại sao phải ganh ăn tức ở làm chi cho mệt vậy? Hãy như Hòa rapper, sống thoải mái, tự nhiên, sống đơn giản cho đời thanh thản. Gato làm gì cho mệt? Đừng như nhóm Isro. Tôi nói thiệt luôn á, chưa có nhóm nào mà giành hết fan hết của tôi do nhóm Isro. Kể từ ngày được đồng hành với Isro tới bây giờ, họ giành hết tất cả các fan nữ. Nhìn lại xem, Hòa rapper xét về chiều cao, mình tự tin là cao hơn anh Tính trưởng nhóm rồi đó. Còn xét về sự đô con à, ok, Cường Dương có thể 6 muối, tôi cũng có 6 muối, mà muối hột cũng là muối vậy. Tại sao mọi người lại cũng có thể ưu tiên cho Israel hơn là Hòa rapper? Không thể chấp nhận được. Hãy đến với tiết mục Gato của Israel. Bên tao an toàn. Bên tao cũng an toàn. Tốt. Mời ông chủ. Trời ơi, cái gì vậy hai thằng ông đội? Làm cái gì quan trọng vậy? Dạ thì đó, ra đây dọn đường tiễn ông chủ đi làm. Trời ơi, vừa phải thôi chứ. Đưa đồ đây. À, dạ. Quên. Thôi, gửi ông chủ. Còn cái kiến xong đưa. Ông chủ, máy ông chủ cho con mượn đi. Cởi ra ngại lắm. Mắc gì ngại mày? Ngại thiệt mà. Thôi mày ơi, mày lé xã hội này ai không biết đâu mà ngại. Tao lé kệ tao mày. Nhanh lên. Dạ, chào ông chủ. Bây giờ nghe ông chủ dặn nè. Dạ. Hôm nay á là... Ê, mày coi thường lời nói của ông chủ hả mày? Thì đâu có, con đang nghe ông chủ nói mà. Sao mày không nhìn tao? Dạ, con đang nhìn ông chủ. À, ông chủ không biết á, nó đứng vậy là nhìn ông chủ đó. Còn chừng nào nó đứng vậy là nhìn con luôn nè. Dạ, đúng rồi. Nghe chưa? Tao mệt thay mày quá, bây giờ nghe tao dặn nè. Dạ, dạ. Hôm nay á là... Cái gì nó vậy? Ông chủ ơi, ông dặn mà sao nó đứng giống giống như nó đang tâm tình với con vậy? Thôi thì nó ghê lắm. Hôm qua bên đây con đứng chặt. Ờ, vậy đi. Mệt chứ, hai thằng bay ghê luôn á. Hai thằng bay ráng canh cửa, không có cho thằng ba ra khỏi nhà, phá làng phải sớm nghe chưa? Dạ. Đứa nào mà để nó ra khỏi nhà đó, tao trừ lương 1 tháng. Hiểu chưa? Ủa, tao trừ lương mày vui lắm hả mày cười? Đợi ông chủ quên rồi hả? Nó bị cái bệnh á là khi nào nó sợ là nó cười. À vậy hả? Vậy tao trừ 2 tháng. À, chưa đủ đô hả? Chưa đủ đô hả? 3 tháng. Ê ông chủ, đừng có giỡn nữa ông chủ. Trời, nó mà cười quá, nó thắt tim, nó chết luôn á ông chủ. Thôi được rồi. Ê, ông chủ không trừ lương nữa, nghe không? Tháng này con làm tốt lắm, ông chủ sẽ lên lương cho con nha. Yeah. Ông chủ, ông chủ. Hả? Không mấy ông chủ lên lương cho con luôn đi. Lên lương cho mày hả? Dạ. Ở chừng nào mày hết lé thì tao lên lương. Đi vô. Vũ ơi. Bà vô. Chia tao bà ba trên dòng sông thấm. Thấm thoáng con sương bé nhỏ tới mong manh. Thôi. Cái gì vậy? Cái em đang hát mà tự nhiên ông chủ la làm em mất hứng quá à. Hôm nay làm cái gì sắm tuồng thấy ớn ăn vậy? Nè, dặn ba nè. Nhớ là lo cho thằng ba nha chưa? Không có cho nó ra đường nghe chưa? Rồi, tôi đi à. Riết rồi, sao đâu á. Thôi dục luôn vô đầu đi. Trời đất ơi. Trời ơi. Chú xả rác dữ vậy chú? Nãy giờ hai thằng bay ở trỏng rình tao phải không? Ê Đức. Dạ. Hôm bữa chú nhờ con giá cho chú cái rèm á, con làm chưa? Dạ chưa xong. Sao kỳ vậy? Dạ con xỏ kim mà nó không vô. Mày khùng quá à, mày phải dòm lên đây nè mày mới xỏ được. Dòm vậy con thấy vú. Mày anh mày nó kỳ quá à. Phải, ý nó nói là nó dòm quá vậy rồi nó thấy vú và nó xỏ trúng vú. Hiểu không? Là nó tại nó lé mà vú kêu nó quay quá vậy không có được đâu. Dạ. Ờ ha, vú quên. Rồi còn mày. Dạ. Hồi đó có làm gì không? Con làm bên dịch vụ mai táng. Ôi, cái nghề đó là có tâm mới làm được nha con. Thì đó, mà nghỉ rồi, người ta đuổi rồi.
Ủa không lẽ mày vô tâm hả? Phải đám mang tao tới sợ cười hoài. Cái bệnh sợ là cười đó hả? Con nói con sợ là con cười mà đừng có để con sợ. Thương lắm nghe. Dạ. Nãy giờ á đứng nói chuyện với Vú ở đó bụng chưa? Dạ đang đói nè Vú. Ờ được rồi đứng đó đi để Vú vô giặt đồ. Tụi mình bây giờ nhiệm vụ là chỉ có ráng làm cho ông chủ trước. Thấy không? Để... Đứng lại. Nãy giờ tao đứng đây tao có đi đâu kêu tao đứng vậy? Tao không có nói mày. Tao nói cậu Ba kìa. Trời ơi, cậu Ba đi đâu vậy? Mày ra đây mày bắt cậu Ba phụ tao coi. Tao mới thấy cậu Ba đây, cậu Ba chạy đâu rồi? Bên đây là thằng ông nội. Đâu? À, đây rồi. Cậu Ba đừng có đi đâu hết đâu vậy? Hai mày buông tao ra coi. Tao đi chơi hay mày làm gì vậy? Đừng có đi chơi. Ông chủ về mà không biết đuổi cổ ra đường. Tại sao cậu hai tụi bay không canh chừng mà tụi bay tối ngày canh chừng tao hoài là sao hả? Ông chủ nói là canh một mình cậu Ba thôi, tại cậu Ba ra đường chơi ba gái lắm. Tao ba gái gì? Nói tao phá làng phá sớm á hả? Chứ gì nữa. Ba là ông nội mày á. Chứ gì nữa. Cậu Ba đó, cậu gì? Ba suốt ngày cứ biết cờ bạc rồi rượu chè nở nần trồng chất. Bây giờ ông chủ nói hả là không có cho cậu trả tiền nợ ra đâu, cậu tự mà lo đi. Tao biết rồi, kệ tao. Còn bây giờ tao đi ra ngoài chơi. Ê, cậu đừng có đi cậu ơi. Ở nhà chơi với tụi con mới vui. Vui, hai mày như hai khùng vậy. Chơi với hai mày giết cho tao khùng luôn quá. Cậu Ba muốn chơi gì con năn nỉ cậu Ba luôn. Cậu Ba chơi ở nhà đi, tụi con bày ra cho cậu Ba chơi được không cậu Ba? Ừ, phóng phi tiêu. Cái trò phi tiêu, cái trò đó trò con nít chơi. Bây giờ mình phải chơi cái đẳng cấp của người lớn. Mình phóng dao đi, con có tiền chiêu phóng dao luôn. Được, 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 mày đi lấy dao, nhanh lên. Dạ. Rồi, mày qua bên kia mày đứng. Dạ, có dao rồi. Nhanh lên Đức. Đây, mày phóng đi. Phóng cười hả? Phóng mày cười á, nhanh lên. Nó là khoái kìa. Đức ơi, nhanh lên. Nó là khoái, Đức. À, đầu tiên là mình phải xác định mục tiêu. Xác định mục tiêu. Cái dùng hết lực cái phóng. Nhảy lên. Nó xỉu rồi. Ê, cái trò này vui mày. Mày đi vô, mày làm tâm điểm cho tao phóng. Đứng im. Trò này không có vui cậu ơi. Đứng im, tao đang máu mà. Nhảy lên, bỏ đi, bỏ đi cậu ơi. Đứng im. Út chơi gì vậy? Út cho hai chơi với. Gặp cái mặt ông là hết vui rồi, đi ra. Ê, cậu hai, cứu người. Hả? Tín. Hô hấp. Thở đều. Hít vào. Thở ra. Cậu hai hả? Cậu Ba chơi ác quá. Út. Hôm qua ba có mua cho hai á một cái áo thật là đẹp, mắc tiền dữ lắm luôn á. Hai cho Út nè. Út. Ghê. Út. Cậu Ba. Cậu Ba thấy không? Tao bình thường như vậy nè, mà ông không mua cho tao được cái gì hết. Còn ổng khùng khùng đi riêng vậy đó, tối ngày cứ chiều cái gì cũng có. Tao thiếu nợ người ta, tao xin tiền ổng trả nợ cho người ta, ổng cũng không cho. Được rồi, kỳ này tao sẽ tự tìm cách để kiếm tiền. Riết là tao chán cái nhà lắm rồi. Ê cậu Ba, cậu đi đâu đi cậu Ba? Ê cậu Ba, cậu Ba mày đi ra. Ông chủ ông đuổi con một cái gì là thất nghiệp luôn. Làm đi. Thì người ta hay bắt cóc người ta làm gì? Không dám làm đâu nội ơi. Mày biết tao nhát mà tao sợ hết tao xỉu bây giờ á. Mày làm. Tao không dám làm đâu. Sao ông hẹn giờ này lâu quá vậy trời? Sao rồi? Hả? Sao cậu Ba? Con làm theo lời cậu Ba rồi đó. Cậu Ba hứa kỳ này cho tụi con thiệt nhiều tiền với lại dắt tụi con theo nha, chứ ở nhà bệnh khổ quá. Được rồi. Mấy đứa yên tâm đi. Xong vụ này á có tiền chuộc rồi, cậu sẽ dẫn mấy đứa đi làm ăn. Yên tâm đi. Dạ, còn bây giờ mấy đứa phải đi chuẩn bị tàu cho cậu. Dạ. Có tiền là cậu cháu mình đi ngay. Nghe không? Đi đi. Dạ. Ngứa quá, ngứa kiến cắn ngứa quá à. Thả hai ra, hai không chơi nữa đâu. Trời, cười mấy cái chơi thằng này. Chơi tối hù ngọt quá à. Ông này cái đống kiến chi vậy biết.
Sao? Ngứa ở đâu tôi gãi cho? Hai ngứa dưới chân nè. Được chưa? Được rồi. Ráng đi. Tôi lấy được tiền tôi thả ông về. Mà Út. Cái gì mà Út? Tôi là bắt cóc tống tiền hiểu không? Ủa, Út cần nhiều tiền không? Ở nhà hai còn con heo đất á, nhiều tiền dữ lắm á. Hay bây giờ Út dẫn hai về đi, hai lấy con heo đất hai đập hai đưa cho Út nha. Nếu mà không đủ á, hai sẽ lấy tiền của ba hai đưa thêm cho Út nha. Thôi im đi. Ông mà biết cái gì. Ráng chịu đựng chút xíu đi. Tôi lấy được tiền rồi, tôi sẽ đưa ông về nhà. Út, hai mắt. Mắt cái gì? Mắt lé. Trời đất cơ xong phiền phức quá. Đứng lên, dẫn đi. Không mở ra hai ông chủ ơi, ông chủ. Tới ngã ba xong rồi mà. Đúng địa điểm này rồi ông chủ ơi. Vô. Dạ, đi lẹ đi ông chủ. Tội quá. Nhanh đi à. Thằng ba. Mày làm cái gì? Mày làm cái gì thằng ngại vậy? Ông mà bước tới tôi sẽ giết anh. Mày xuống. Tại sao mày bắt sống đó? Hả? Mày muốn cái gì? Đưa tiền đi. Đưa tiền đi tôi. Cậu à, cậu ba. Cậu làm gì vậy? Tiền bạc gì ở đây? Tất cả tài sản của ông chủ mai mốt cũng thuộc về hai cậu thôi mà. Vũ đôi lắm. Ông có bao giờ xem tôi là con của ông đâu. Từ nhỏ tới lớn ông luôn mắng chửi tôi. Còn đối với thằng anh khờ khờ này thì lúc nào ông cứng chiều. Tôi thiếu nợ người ta, tôi xin tiền ông để trả nợ cho người ta. Ông cũng không cho. Ông để dành tiền tất cả là cho thằng này nè. Đưa 50.000 đây. Thằng ba này sẽ biết khỏi con mắt ông. Để cho ông ta hồn yêu thương cái thằng đần này. Mày im đi. Mày một tiếng cũng thằng đần, hai tiếng cũng thằng đần. Mày có biết tại sao nó lại ra nóng nổi này hay không? Chính là vì mày đó. Ông còn đổ thừa cho tôi đó. Nhưng đó là sự thật. Câu chuyện xảy ra từ 15 năm về trước. Út ơi, chạy ông hai nè, đây chơi nè. Nắng quá à. Ê, hay mình ra cái chòi đằng kia mình trú nắng đi hai. Không được, ba nói cái chòi đó là chòi cũ đó. Gió thổi qua một cái là sập, nguy hiểm lắm. Không có Út ơi, không có đâu mà. Đừng mà Út ơi, Út ơi coi chừng. Từ sau tai nạn đó, cậu ba chỉ bị say sát nhẹ thôi. Còn cậu hai gì muốn cứu cậu ba mà phải chịu như vậy? Giờ mà Vũ nói cái gì? Ai cứu tôi? Chính là anh hai mày đó. Hai ngợp quá à. Hai ngợp quá à. Thả hai ra đi, hai đau quá. Hai ngợp quá à. Bao nhiêu năm ba không muốn nói cho mày biết, bởi vì ba sợ mày gặp cú sốc rồi lại giống như thằng hai nữa. Ba chỉ mong muốn một điều, mày được phát triển bình thường. Vậy mà tại sao mày lại làm vậy với thằng hai? Mày có biết là nó thương mày nhất nhà không? Hai ngợp quá à. Anh hai, anh có sao không? Út, không, hai không sao, hai không sao. Ủa, sao đâu, Út đừng có khóc. Út đừng có khóc, nín, đừng có khóc nè. Em xin lỗi anh hai. Không, ăn hiếp Út đâu. Không, về nhà. Ba dẫn con về nhà đập bóng heo con cho tiền Út mà. Út đừng có khóc nữa. Anh ơi. Út, nghe là anh đừng có khóc. Rất cảm động với
với tiết mục vừa rồi thể hiện được chủ đề ghen với X-Pro. Chúng tôi mong chờ ở các bạn một cái sự rất là nhạy bén. X-Pro, các bạn đang là một nhóm được khán giả cực kỳ yêu thương, chúng tôi cực kỳ quý mến. Và tôi biết là chương trình này mong đợi các bạn những điều nhiều hơn cái vở hôm nay. Cho nên các bạn phải cố gắng lên. Không biết có phải đây là X-Pro chọn một cái sự đột phá hay không, nhưng tôi chấp nhận cái tiểu phẩm này của các bạn ở cái ý. Nhóm X-Pro chúng ta thế mạnh là hài tình huống, đừng quên. Cái thế mạnh của nhóm mình là ở chỗ nào? Chúc mừng các bạn. Trước khi tham gia, Thư tham gia Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ, thì Thư là một diễn viên chuyên trị những vai bi kịch và chính kịch. Và hôm nay sau khi mà X-Pro thi xong thì Thư nói à, các bạn này ngoài có thể làm hài thì các bạn làm chính kịch vẫn rất tốt. Nhưng mà nó thiếu xíu thôi. Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi, nên phải có một điểm rơi. Để mình có được một cái dấu ấn á, là một chuyện khó. Nhưng mà để giữ phong độ á, lại càng khó hơn. Không, hôm nay là điểm rơi, nhưng mà hôm sau mình phải lấy biến nó làm động lực. Thầy Minh nói rất đúng, đó là thế mạnh của bạn. Các bạn là gì? Là tình huống. Đẩy tình huống vô, đẩy tình huống vô. Thư tin là chắc chắn đến số sau X-Pro cũng sẽ lên tiếng. Ngày hôm nay mấy ảnh chỉ giả bộ không, thật ra là đang người ta đang giấu nghề để dòng sau người ta bộc phá, đúng không? Mấy ông này chắc nhưng mà chiêu để chiêu dòng nè. Nào cũng âm tạo dấu ấn, không? Dòng này mấy anh từ từ. Thư xin mọi người khán giả đây vỗ một tràng pháo tay cho X-Pro lên tinh thần. Cảm ơn những lời động viên của các bình luận viên trong Thứ Lâm Ban Bình Luận, và hy vọng tất cả mọi người sẽ luôn ủng hộ cho các đội chơi, đặc biệt là X-Pro. Cười thư thái, cười sảng khoái, cười thoải mái với Cười Xuyên Việt, Tiếu Lâm Hội, Happy Gang. Chúng ta đang đến với phần công bố số điểm đêm thi ngày hôm nay và tổng điểm 3 đêm thi gần đây nhất của 4 đội chơi. Và kể từ tập của đêm nay trở về sau sẽ không có giải thưởng 20 triệu đồng dành cho đội cao điểm nhất nữa. Và trước khi đến với những số điểm này, Hoài Đa Bơ xin được phép thông báo chủ đề của tuần sau. Solo cùng Bolero chính là một trong những chương trình truyền hình đắt khách nhất hiện nay trên kênh truyền hình Vĩnh Long. Và tuần tới sẽ là lần đầu tiên sự xuất hiện của những bài hát Bolero trên sân khấu của Cười Xuyên Việt, Tiếu Lâm Hội. Hãy đón chờ xem những bài hát này sẽ được các đội chơi khai thác như thế nào và hoàn cảnh xuất xứ ra sao, với nội dung kịch bản làm sao cho trùng khớp với nội dung các bài hát Bolero đó. Hãy đón chờ với kịch cùng Bolero chủ đề tuần sau. Và tiếp theo đây sẽ là số điểm của 4 đội chơi trong đêm thi với chủ đề ghen ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là số điểm đến từ hai đội cùng đứng thứ tư. Cả 4 số điểm của nghệ sĩ Kim Xuân, nghệ sĩ Thanh Thủy và nghệ sĩ Minh Nhí cùng với Tiếu Lâm Ban Bình Luận cùng là 9. Thì với tổng điểm là 36 điểm đã thuộc về hai đội Chung Chung Giấy và X-Pro. Chúc mừng bạn. Tiếp theo, nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân đã giành số điểm là 9,5, nghệ sĩ Thanh Thủy 9,5, nghệ sĩ Minh Nhí 9,5. Hội đồng bình luận 9 điểm, tổng điểm 37,5 đã thuộc về nhóm CMV. Chúc mừng các bạn. Và chắc chắn đội còn lại là đội đang dẫn đầu trong đêm thi ngày hôm nay với 40 điểm. Chúc mừng Buffalo! Kính thưa quý vị, trước khi đêm thi ngày hôm nay diễn ra, Buffalo chính là đội đang tạm thời bị bất lợi bởi vì họ đứng cuối bảng. Nhưng ngày hôm nay họ giành được số điểm tuyệt đối 40 điểm. Như vậy đã có sự thay đổi trên bảng tổng sắp. Và tiếp theo đây, Hoài Đa Bơ xin được phép công bố số điểm của 3 đêm thi gần đây nhất của 4 đội chơi. Và chúng ta sẽ phải chia tay với đội thấp điểm nhất. Đầu tiên sẽ là đội cao điểm nhất. Với tổng điểm của 3 đêm thi là 116 điểm, vị trí dẫn đầu an toàn lọt vào vòng trong đã thuộc về CMV và Buffalo. Chúc mừng CMV và Buffalo. Cả hai đội cùng bằng điểm nhau cao nhất. Và rất bất ngờ với cuộc bứt phá rất ngoạn mục của Buffalo. Chúc mừng các bạn. Như vậy chỉ còn hai đội, X-Pro
và chuồng chuồng giấy. Một đội được 115,5 điểm, một đội được 113 điểm thấp hơn. Và xin được chúc mừng đội có cơ hội bước vào vòng tiếp theo của Cười Xuyên Việt Tiêu Lâm Hội. Đó chính là, xin được chúc mừng Explore. Như vậy, chúng ta phải nói lời tạm biệt với nhóm kịch Chuồng Chuồng Giấy. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hôm nay thì Chuồng Chuồng Giấy phải dừng cuộc chơi lại ở cái vòng thi gan này. Nhóm hoàn toàn không có buồn, bởi vì trong suốt quá trình thi thì nhóm cũng đã cố gắng hết sức. Và qua cuộc thi này thì nhóm phát hiện ra được là mình vẫn còn rất là nhiều người yêu mến, nhất là những anh chị em trong nghề đã giúp đỡ cho nhóm rất là nhiều và cũng có rất là nhiều kỷ niệm. Và nhóm chỉ hy vọng rằng khán giả vẫn chờ đợi những sản phẩm, những cái tiết mục khác của nhóm Chuồng Chuồng Giấy. Kính thưa quý vị, chương trình Cười Xuyên Việt Tiêu Lâm Hội ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long kết hợp cùng công ty truyền thông Khang. Xin được hẹn gặp lại tất cả mọi người vào lúc 21 giờ thứ năm tuần sau trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1 với chủ đề Cuộc Cùng Bolero. Lần đầu tiên trên sân khấu của Cười Xuyên Việt Tiểu Lâm Hội, chủ đề cực mới nhưng cực đã, Kịch Cùng Bolero. Với những tình khúc bolero nguyên bản, X-Pro, CMV và Buffalo sẽ kể những câu chuyện như thế nào về cái đẹp trong giai điệu của các bài hát đã đi sâu vào lòng người. Đón xem Cười Xuyên Việt Tiểu Lâm Hội với chủ đề Kịch Cùng Bolero được phát sóng lúc 21 giờ thứ năm ngày 12 tháng 5 năm 2016, duy nhất trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại lúc 11 giờ 45 phút ngày 13 tháng 5 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Một cuộc thi hoàn toàn mới lạ, đầy ắp những bất ngờ thú vị, quy tụ các giống hài nổi tiếng từ khắp mọi nơi cùng nhau tranh tài. Bảy đơn, mày tin tao bật tao đẩy nè không? Tụi tao không rõ để làm gì? Không rõ để thể thao phù hợp. Làng hài vỡ hội cực kỳ vui nhộn với những ý tưởng táo bạo chưa từng có. Đây là một cái tiết mục đi diễn để bán vé, chúng có thi cử vậy đơn rồi á. Đây là một kịch bản mà nó có cái sự vi diệu ở trong đó, hấp dẫn với những tình huống bất ngờ giữa các thảo và các đồ chơi. Tụi em là yêu nghệ trời ban xuống đây vậy. Đặc sắc của cách nhìn nhận vấn đề độc đáo, tất cả sẽ có trong Làng Hài Vỡ Hội. Chương trình được phát sóng lúc 21 giờ thứ tư hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại lúc 11 giờ 45 phút thứ năm hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 2, bắt đầu từ 4 tháng 5 2016